Hôm trước là bán anh hai ba con hay? Ba con. Ba con hả? Đồ ra được chưa? Bán chưa? À, đồ bao nhiêu? Trăm lên em triệu. Ba con. Rồi, đó. Ông anh đó, ông mua bò lần 3. Mà hai lần là lần trước với lần đây là cách nhau hơn tháng là anh không có coi bò. Đó. Nói chung là mua nhờ mình tiếng mình chọn dùm thôi chứ còn không có coi bò. Đó. Kẹp đôi là nói chung nó đều như nhau, con nào cũng 20 triệu 500 hết, xác cực kỳ to rồi. Hôm trước lên là con lớn con nhỏ chứ còn giờ kẹp đôi là đều hai con như nhau luôn. Một series. Lên được không? Lên quá đẹp luôn, lên tính ra nhanh mà đẹp. Nhanh cực kỳ. Đấy, bò chọn mà không thấy bò bây giờ hai con giờ 41 triệu em bán 40 giờ giao 41 hai con giờ được không? Đồng giá 20 triệu 500 hết. Okay. Rồi, ông chú ra là từ cái thời mà ngày xưa mình mới bắt đầu làm cơm là chú ông mua cỏ. Rồi ông trồng rồi bắt đầu nuôi bò sinh sản, mua của mình một mớ mấy cái. Rồi bắt đầu mình chuyển qua mình mua bán 3B, bữa nay mới chuyển đổi qua 3B nuôi thử thôi. Ôi, chú làm lại cái chuồng mê mắt. Chuồng mới tinh. Đi. Dạ. Đi vô. Đó, kẹp như thế này 34 triệu, con 16, con 18. 12 con bò 3B siêu đẹp. Đứng đòi full xe để chuẩn bị cho một hành trình ngày mới bắt đầu. Tuần TV xin kính chào quý cô chú anh chị, quý bà con chăn nuôi gần xa. Hôm nay thứ sáu cuối tuần, ngày 19 tháng 1 năm 2024. Và hôm nay cũng là sinh nhật của mình. Đó thì sáng hôm nay cuộc hành trình vận chuyển tổng quan 12 con 3B cực đẹp giao về cho các vị khách ở Gia Lai. Và chia sẻ với quý cô chú anh chị 12 con này á thì giao cho 4 người, thì trong đó đã có 3 người nuôi bò của mình và tin tưởng mua bò nhưng mà chưa thấy bò đó. Và cuộc hành trình ngày hôm nay giao 12 con 3B này cho các vị khách đó chưa thấy bò mua bằng niềm tin, có ơn ý, có hay làm hay không, thì mời cô chú anh chị cùng quý bà con chăn nuôi theo dõi hết video để biết, đồng thời like và đăng ký kênh nhiệt tình để ủng hộ Tuần TV ra những video mới hay hơn, chất lượng hơn gửi đến quý cô chú quý anh chị. Ngày mới bắt đầu và kết thúc video này cũng là cuối ngày, kính chúc quý bà con có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong công việc chăn nuôi luôn được thuận lợi, và đón xem hết video cùng với mình nhé. Bắt đầu nào. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nha. Rồi, hiện tại trước màn hình quý cô chú anh chị, quý bà con chăn nuôi là 12 con 3B. Đó, và mình chia sẻ với quý cô chú anh chị là hiện tại bây giờ mới có 4 giờ sáng và mình đã chắc bò xong. Đó, trên xe thì 5 con đứng trước và 7 con đứng sau rồi. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Và lựa chọn cho những vị khách mua bò, nuôi bò của mình nhiều năm và tin tưởng mua bò không cần thải bò thì cực kỳ khó tính bà con. Đó thì mình lựa chọn hết cỡ và cực kỳ kỹ. Đó thì giao 12 con này cho các vị khách đó như thế nào và có ưng ý, có hài lòng khi mua bò bằng niềm tin không thải bò ra sao, thì mời bà con cùng đón xem hết video cuộc hành trình giao 12 con 3B này cùng với mình ngay sau đây. Rồi, bắt đầu nào. Cứ chạy theo chạy, cứ vừa sáng là tới nhà là được. Hôm trước là bán anh hai ba con hay? Ba con hả? Đồ ra được chưa? Bán chưa? Bán rồi, mau bán đó anh nữa đó. À, đồ bao nhiêu? 105 triệu. Ba con. Dạ. 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 Nhiều dữ em. Giao Gia Lai anh. Đợi giao em giao 4 con còn nữa đi Gia Lai. 8 con. Nhiều con vậy anh? Hả? Mười mấy không này? Như con đây 15 rưỡi á, nhầm con đây 16. Bắt 15 rưỡi ấy, giao 16 này. Đâu nào nướng nước kéo mua lửa ở dưới đầu. Đi. Đi. Đi, vô. Được ra giao anh uống hoặc say á mà. Bữa chiều đó. À, bữa chiều á.
Em kẹp luôn anh. Kẹp lười xuống nha. Đi. Đi xuống. Đi xuống. Bốn con đời đổ đồng chưa được 18 này. 71 triệu. Dạ. Bốn con đời tuổi gì? 71 triệu 500 đấy. Dạ. Bò đã chưa được 18. 12 triệu mới được 18. Nó cho 18 đấy. Đi. Đi. Ê, vô. À, đi, vô. Đi vô. Đi. Nào. 16, 18, 18 năm, 19. Con nào 19? Nhìn thử con nào 19. Con 18 cho nó ngang ngang. Con nào 19 nhanh? Con bông này. Dạ. Yeah. Con gì hơn này nè, giống ai? Con gì hơn là 19, con kia 18 rưỡi á. Con nào? Con đứng giữa ấy. Đứng giữa là 19 nhanh? Ờ. Nó dày hơn một cục mà. Cái xác thì thói vậy á, chứ mà cái thịt nó mang lên mình nhiều hơn cái con đây nhiều mà. Con đang mẹ nó ăn gớt. Dày, dài, rộng. Ờ, nhìn hết to hơn vậy á. Chứ mà em mua nó rỉ hơn con đây. Ừ, nuôi xeo này con này nó phát triển nhanh hơn. Anh nuôi những lứa rồi, này anh bắt lần lại nữa, lần thứ hai rồi. Con ghét không? Yeah. Nhỏ chứ mà mẹ nó to chân trụ nó độc rồi, xem là nuôi nó cũng ra đi vậy. Dạ dạ. Thấy tiền nó trên lời mà nhìn nó ngang ngang phải không? Tiền giống nó ngang ngang ấy. 16, 18, hai con đây con 16, con 18. Con đây 16, con 18. Ờ. Con đây 19, con kia 18 năm. Con đây nhìn thấy nó lùn hơn mà thịt con nó dày nhất á, nó nhiều tiền nhất trong lô á. Bác nó loại bò ấy. Cát Sơn của các Bình Định, quê em dưới á. Dạ. Bác canh núi không à. Bò gần gần sơ sơ vậy mà về nuôi xuống lắm, ăn uống xuống lắm. Còn bò mà bác cái dùng biến đồ về ở trong nước trong gió nuôi đâu có được. Là từ chỗ trong bay hồ cát ra sao? Trong bay hồ cát ra khối thì rắn ngủ mơi, nằm tầm không cửa 15 coi có đường rìa trái chạy lên núi ấy. À. Tôi có xuống như làm cái thằng. Dạ. Đó, có về dưới đấy làm gì dưới đấy alo em lên nhà cho biết nha. Thôi em tranh thủ đi Gia Lai cái. Để không muộn. Đi. Ra. Bước. Bước. Bước ra. Đi xuống. Đi xuống. 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 Đi. Được. Đi vô. Đi vô. Đi vô. Đi vô. Vô, vô, vô. Đi. Vô. Xuống. Dạ. Mưa đi. Bữa trước giao là 27 Tết á, em giao cho anh chị xong rồi lại em về ăn Tết luôn á. Đi. Đi vô. Xuống. Chuồng trại rồi bán sửa sàn xịt luôn. Đi, vô. Đây. Đi làm sớm dữ vậy. Đi đâu nữa cũng không lắm. Vô, con nó đa đa. Đây. Đa. Dạ. Yeah. Em dán con, anh dán con thử vô con nào nuôi nhanh lớn không? Đi. Đi, vô. Ừ. Chẳng giờ nhà anh là nhà thứ hai rồi. Giao dưới kia bốn con cũng khách cũ. Thứ tư rồi nha. Dạ, lứa là lứa thứ tư rồi chứ sao? Anh em vừa rồi giao cho anh hai con rồi về là ăn Tết luôn, bữa 27 tháng Chạp. Năm nay anh bác sớm hơn mấy ngày. Bán mà bán rồi mà không đưa tiền. Không, đi, tiền mà. Đi. Bán giết bò đâu mất rồi mà tiền không chịu đưa thôi chết. Rồi kẹp đôi hình như có báo giá anh cơm không ạ? À? Đúng không? Kẹp đôi có báo giá anh cơm mà. 37 triệu 18 triệu 500 con.
Bữa thấy đèn lên cái thâu cái nhỏ không còn. Sáng nay em chở nguyên một xe bò là toàn là mua không thấy bò không? À. Vừa đâu đâu có thấy đèn lên đâu. À. Ngày hôm qua ngày nay là toàn là chở. Có là 12 con nào là có đèn lên chứ còn sao à. Không có đèn. Sao nào là không có. Sáng nay em chở tiếp 12 con nữa cũng có đèn mà cũng không thấy bò luôn. Nuôi được rồi, mua quá trời. Dạ, mua toàn khách tin tưởng toàn như anh nhỉ, nuôi 2-3 lứa không rồi vừa lên trà đa giao ông khách cũ không hả? Hồi sáng giao ông anh như kia là em lứa thứ hai. Mua quá trời. Tiền anh. Lộn mới chứ hỏi tiền chứ không bữa rồi. Rồi giờ cái con của anh rặn kia sao? Từ từ anh chuyển ra cho nó đi. Giờ anh gì vậy anh? Rồi rồi. Cái rõ rồi luôn à. Em cứ đi theo luôn. Về nhìn thử con anh con nào chứ em đâu biết đâu. Lại hả? Yep, lên thử con nào. Mấy kìa to chứ. Lên thích con nào với con nói. Những bông ấy con nào. Bông á. Con mày thấy còn bên đây. Đây xuống. Đây nha. Ui con này dài. Cao dài. Cao dài mơ luôn á. Từ chân cán tới cắp mình. Cái kẹp của anh Sơn này là sao rồi biết. Bỏ ống kẹp. Bỏ ống kẹp này cũng hơn 2 tháng rồi. Đi giống giống. Đi vô. Hả? 20 triệu thì bằng con năm quái 24 triệu. Thì nói không có trật, nói vậy y á. Đây mày thấy cái dàn cốt nó ghê không? Dàn cốt ghê mà coi như chậm lớn. Anh nuôi nó không đủ lực thì sao nhìn thấy nó không biết mẹ tụi cháu ngủ luôn nè. Ôi vô rồi dàn chân ấy. Còn ấy. Dàn mẹ thái dàn chân mất hồn luôn. Con đây thì nuôi đảm bảo nhanh lớn cực kỳ luôn. Còn ngựa chưa con? Ngựa hết rồi ạ. Gọi là ngựa rồi ạ, về tim tới thôi chứ ngựa hết rồi ạ. Về tim tới được rồi. Còn bữa nó lên nhanh lắm, lên nhanh hơn mà nhiều rồi, thấy nó đẻ vậy. Con đây mẹ ông già mướt lông, đó, 20 triệu. Bò 20 triệu giờ nhìn thấy đã. Má nhầm bỏ 20 triệu. Chiêu 200 bay. Dạ. Nào đếm hết rồng này với tiền sáng nữa tiêu. Nhìn xác con là nhìn kỹ thấy đã không? Từ vuông đùi mà dai hơn. Nó mướt ruột. Nó nói chuyện với kia rồi không? Hiền. Bây giờ cắm giày nữa nó mướt ruột cái đầu. Hôm nay đẹp cực kỳ luôn á. Đường chuẩn bị đố hay làm gọn dữ anh. Bảo dưỡng nè. À. Ủa bộ có thằng bạn bỏ chưa? Chưa gọi anh luôn à? Thì chấp xuống gọi vậy không bỏ nó không được. À. Anh nhà cái xe này. À giao anh trước rồi. Nói con bữa nói rồi ngày qua làm đây nói đó. Ôi sao chanh không sao. Ờ ông ơi sao không có thằng lớn à nói vừa nhỏ mà nó đẹp được chứ vừa thằng lớn đâu có. Ờ giờ đi chặt giờ dẫn xuống nhà luôn. Dạ. Nhà chứ đang ngày qua nó làm đây mà nghỉ. Con kia là mi anh nghĩ ok rồi. Đi xuống. Đi xuống. Xuống. Rồi đó. Ông anh đó ông mua bò lần 3. Mà hai lần là lần trước chứ lần đây là cách nhau hơn tháng là anh không có coi bò đó. Nói chung là mua nhờ mình tiếng mình chọn giùm thôi chứ còn không có coi bò đó. Kẹp đôi là nói chung nó đều như nhau. Con nào cũng 20 triệu em trem hết. Xác cực kỳ to rồi. Lần trước hôm trước lên là con lớn con nhỏ chứ còn giờ kẹp đó là đều hai con như nhau luôn. Một series. Đi vô. Vô. Được không? Ok. Đẹp. Quá đẹp. Hai con đó nó phải lên nó bành con kia quá hoài rồi coi con kìa. Con kia nó đó thế nào? Lên khiếp luôn ạ. Lên bành luôn mà. Anh ác đó. Anh khiếp lắm anh. Tôi nói là bữa giờ sẽ từng nó con nhỏ hơi cầm nhưng mà con nhỏ bữa nay bắt đầu lên nè anh. Nó tiêu quá. Nhớ rồi, con kia này là lên được không? Lên hả? Lên quá đẹp luôn, lên tính là nhanh mà đẹp. Nhanh cực kỳ.
đấy bò, chọn mà không thấy bò, bây giờ hai con gửi 40-41 triệu, em bán 40 rồi, giờ giao 41 hai con gửi được không, đồng giá 20 triệu 500 hết. Ok, nhìn bò coi thứ từ chân trụ tới cấp mình, em chọn thứ như thế nào vậy? Ok, hay lên không, lên nhanh. Con trai cũng lên nhanh cực kỳ luôn. Anh ác lắm. À, hai con đây duyên dáng không? Hai con đây cân đối. À, hai con đây nó duyên dáng không? Ừ. Chụp. Ông đời bên này bắt đầu thấy bắt đầu bước rồi này. Bước à. À. Hôm nay ấy anh bỏ cái gì trên non quá nó ỉa té re. Sáng nay không hôm nay làm mới về không. Ôi bốn con đều riếng luôn ạ. À. Được ha. Giờ bốn con đều riếng luôn ạ. Đẹp 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 cực kỳ. Hơn tháng rồi vậy anh? Hơn tháng rồi. Hơn tháng. Tháng 20 ngày rồi sao? Dạ. Bữa mùng 1 tháng 12. Con 19. Con tránh như là 19 hay 18 năm. 18 năm. Ừ. Nên ở đây là bữa nó lấy phân xong rồi là về sửa chung cái kia đưa xuống cái kia. Này mà xíu mua game con nhỏ nữa, có 15 6 triệu nữa. Nữa nè. Dọn dùng cái kia, đưa xuống cái kia. Dạ. Yeah. Cho vợ nó nhà nó nuôi cho nó khỏi đi làm đúng không? Ồ, hai con đôi thật chứ y bài luôn á. Dài mà. Dài mà chân trụ to. Đẹp á. Chân trụ cấp mình, con nào nói. À, mua bò mà bán cho khách VIP ủng hộ lần thứ ba mà lại không coi bò nữa. Khó chịu thiệt. Lựa gì mà lựa luôn. Sao hả? Thứ nhất cho nó đều, thứ hai nữa là về là phải nó phải tương xứng. Ừ. Như lại cái giá tiền nó phải hợp lý, thị trường bò ra ngày xưa như đợt anh mua đầu tiên á thôi chứ. 3-4 triệu. Ừ. Mới sáng giao dòng anh như kia ăn con 20 triệu, nó nhỏ xác hơn đời. Ừ. Anh nuôi bò đây hầu ngày xưa em bán cho anh 24 rưỡi. Rồi ok á. Nuôi giờ giỏi chứ sao anh. Nào, ổn định. Không biết vào cho khách mới mà quen anh đó con 19 triệu đó không biết anh ưng không biết nữa chứ. Con bông à? Không phải không, bông con nhỏ mà cái con rách mẹ rách man trụi sừng đứng hoài này chứ. Dạ với con hai con trăm kia hai con nó nhỏ mà. Hai trăm chở lên biên hồ. À nè. Con mông thù lù mà đầu trụi nè. Đục này quá chứ. Ừ. 19 triệu á. Con nói ok á. Lựa vậy anh nói có hàng lớn nữa nè, nó có con kẹp lớn mà nó đồng lứa quá để cho anh đến đó. Bữa nó kêu kiếm con cỡ 22 triệu, 22 yeah. triệu gì đó. Còn hai con kia nhỏ mà. Nó không phải nuôi bò lai không à. Yeah. Thấy mà anh nuôi lại ok quá anh. Còn đây đầu thù lưu rồi mà nó cay sữa đầu mông đùi nó vuông ấy, là. Chân trụ to nữa. Để anh nuôi thử ra sao chứ còn. Con bông đó bao nhiêu vậy? Bông đây có 16 triệu một ảnh. Ừ, bữa nay kiếm con nhỏ. Dạ. Kiếm con đó. Còn 16 con kia 18 34 triệu kẹp đói. Giao cho ông chú đây, ông nuôi bò của em từ hồi bò cái tới giờ luôn á. Tính nào gắn bó em nằm 6 năm không? Ở quầy quầy thông 34 cái nhà gần nhà thờ bệnh vậy. Dạ, ở quầy chỗ đó nè, quầy đường Hàng Thiên này. À đúng rồi. Dạ. Ông già người bác ấy. Biết rồi nè. Dạ. Đoàn Thiên á, đầu đẹp quá không? Đẹp quá, đẹp quá. Đầu trụi. Đầu trụi mà mẹ manh to dữ dằn luôn. À, đẹp. Chút nữa dẫn em xuống nha. Đâu đi 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 thiếu đang đi. Dạ. Đi. Không? Mua bò mà không xem bò không biết có ưng rồi nữa hay không chứ. Vậy thôi cứ kệ. Giao cho anh xem rồi nhờ anh dẫn qua. Từ. Rồi cho con trụi sừng mẹ man thiệt to về nuôi. Con nào kia cũng trụi vậy nè. Nó lớn rồi cả đó. Giờ mẹ em anh muốn chiến tiêu nào giờ mẹ em anh nó lớn nhanh thì đâu biết đâu thì vô chơi chơi giờ vô luôn giờ vô luôn này gì cui chân trụ dữ vậy vô cô quay rồi đây đó, hai anh em làm chung sướng. Ông anh mua bò của mình nhiều lần rồi thì cũng nói, còn anh đây thì lần đầu thấy anh thì anh nuôi ổn định quá nên là mua con đó. Bao nhiêu là thử thí nghiệm giá 19 triệu mẹ anh trụi đó, chân trụ rất là to vững vàng luôn. 19 triệu ông bò đây ông hơi bị khó kiếm nha, nếu mà kiếm là ông hơi bị khó chứ không phải dưỡng đâu. Đúng rồi. Nếu ông bò lai thì 19 triệu thì bữa nay bán thịt được rồi.
Đang vừa nó mới bắt con về cái hotline mà nó có cao không bằng trong đây mà 16 triệu rồi anh nào cũng đây. Cái đó là biết chứ còn không biết là thôi ông bà bây giờ là nhát không dám mua. Không dám mua rồi. À. Nó khác rồi hè đó. Còn anh thì anh nuôi mới lứa rồi anh bán rồi anh biết được. À. Chứ còn hầu giờ người ta nuôi con bò lai đây mà nó bắt cái con bà bê vô thấy nghe nhát liền. Anh nhát liền thì sao? Thì mà nó vô nhà nó coi anh thấy rồi. Yeah. Ok rồi sao? Đi lên cho đi. Mở cửa lên hả? Nếu mà quen biết anh đồ thì em mới bán kiểu đó chứ còn không là lên kênh coi thích con nào chọn ai đâu dám bán vậy. Anh em làm cùng nhau mà. Dạ. Yeah. Bán mà kiểu uống thấy bò mà khách lạ là không dám đâu. Không dám quen chứ còn lạ không dám đâu. Chô, chuồng trại đồ bữa nay. Làm quy mô quá mà. Quê không? Mở rộng qua phía bên đây hàng gì à, chú không quay mình nhìn không ra. Nhìn không rõ được. Hai con vô hai ô đây nè. Dạ, hai con vô hai ô đó em. À, có giấy nữa chưa? Có chứ, giờ có rồi chứ. Vô coi chuồng đồ nữa. À, quay nhìn à, không biết cái chỗ nào mà nó quả chứ sao hầu cái chài bên kia mà sao không làm sao có tôn may mới đồ ấy. Chô. Đàng nghĩ cái có sân chơi đàng hoàng luôn. Chơi hơi hẹp. Mất làm hết cái đời mất cái dương trèm quá à. Từ trăm. Trèm hả ông chú? Tận hết. Tận hơi tận dụng luôn tí đó chứ còn nhiều. À tận dụng á, đó là tận dụng chứ còn nhìn cái quy mô đây mà nếu mà không có đồ tận dụng là chắc trèm mới chứ trèm sao đủ. Không phải đi mua, không phải đi mua, không tụng rồi. Bọn mà chỉ cống xây thôi, cống xây thôi. Dạ, cống xây thôi. Đu đây nè, tưởng trên cống xây. Dạ. Thôi, dắt vào vô. Con bông thì... Tưởng thuông đây. Ê, xuống. Rồi, ông chú ra là từ cái thời mà ngày xưa mình mới bắt đầu làm kênh là chú ông mua cỏ. Rồi ông trồng, rồi bắt đầu nuôi bò xinh sáng, mua của mình một mớ mấy cái. Rồi bắt đầu mình chuyển qua mình mua bán 3B, bữa nay mới chuyển đổi qua 3B nuôi thử đây. Ôi, chú làm lại cái chuồng mơ mất. Chuồng mất tinh. Đi. Dạ. Đi, vô. Đi vô. Đó, kẹp như thế này 34 triệu, con 16, con 18. Một ra đây con. Cũng đâu ô nào đây phải không? Mấy cái xin lưng này nó thua hơn tiền bạc cái miếng nhỏ cái chuyện làm đẹp. Nhìn con bông là nước lông nó sáng. Đúng rồi. Đó, nhưng mà nói về cái dàn cốt cao dài. Thì có chứ em gạt 2 triệu đó em. Cao dài gạt 2 triệu. Gạt 2 triệu thì nó ra hẳn phải hơn cái thứ cái điều kiện này vì ngát trên đó. Đây chú ông làm cái chuồng thì đẹp thiệt nhưng mà ông tính cái con bà bê nó bị trật là cái chiều cao thôi. Nó cao quá. Đúng rồi thì đã. Do là ông nghĩ là bò lai nên là ông làm cái khoảng cách cái thành này nó cao quá, nó thấp xuống. Nó thấp xuống là nó mới đẹp được. Nó thành nó sâu mất. Sâu là bò có nó ăn được chuồn mỏi. Dạ. Còn đây nguyên cái dãy bò cái của mình thôi. Mấy con này hôm trước lên 3 hay 4 con nghỉ chứ. 4. 1, 2, 3 đúng rồi 4 con. Hàng 13, 14, 15. Còn cái con kia là 14 không nghe? 14 năm. À 14 năm cái con đen kia. Để ra quay coi thử. Chuồng trại đồ bên này đảo quá mà. Đi. Đó, 4 con nhí của mình đó. Con nào nói mướn. Đó. Hai con 17, một con 14 rưỡi, con 14 rưỡi con đen kìa. Đó, 14 rưỡi. Vừa rồi chủ đến gia gót mà. Dạ, chưa vừa đầu chỗ đó thì e gót ở trên ba thằng Dũng chơi Dũng đặt đi cho em đó. Dạ đúng rồi, anh Dũng anh đẹp giùm ở chỗ lên trên á. Đó, quay cho thầy là cái nổi cái sao nổi mình hết. Nói không cần xem. Đó, chú thì ông nuôi bò của mình từ hầu bò cái đó, mới nghe cái đây thì chủ nuôi này cũng tính ra cũng gần dập năm rồi hầu nghĩ nhỏ giờ con nào nó chuẩn bị chịu đực hàng bò dự bị đó. Nâng cấp chuồng trại lên rồi bắt đầu làm ô bắt đầu vỗ béo
Rồi là tính đưa con với được pháp ở nhà đưa qua mổ luôn hả? À. Có những cái khác họp đó. À. Rồi là pháp đủ được con cái đó, ảnh có răn có đó, anh bông nhang biết. Dạ dạ. Phổi cọp cọp. Ui. Anh chưa tới chắc là đứa nó mà treo đó. Con dùng cái niềm đẹp lắm. Dù kẹp nghéo anh Dũng rồi thôi, anh nay là mới tháng rồi mà. Bữa niềm đẹp. Rồi dùng mua bò mua túng à? Đây mua anh Dũng anh. Dạ mua hai con của chú. Chú ông nuôi bò kinh nghiệm nào mà cái chuyện đó đâu cần nói nữa. Đấy, chú mua chủ yếu là mua mình thôi chứ còn đúng không? Chứ không có xem bò lựa rồi cho chớ lên nha, không nói có về được nhiều tiền đấy á. Rồi lựa chớ lên nha. Thì hóa như quá xem thôi còn gì đó. Thì in này chứ mình mua người tiếp có qua chàng chàng là có qua vi có gì nữa thế chứ có qua bên giá lỗ rồi ứng là chủ thôi chứ. Dạ. Bây giờ ai thường đó mà xem được bò. Cháu quay lên trực tiếp á là sợ người ta họ chơi nở mắt. Dạ. Đúng rồi. Đúng là người ta họ chụp được mình. Chắc chứ mình coi được người ta. Nên mình dặn là coi qua Zalo. Dạ lùa coi Zalo view chẳng này hả bò đó. Rồi bọn chúng là coi được là chụp thôi. Chẳng này cho chỗ đi một khi mà hình như là toàn không có coi bò không. Được thằng Dung mà nó coi cái bò ngay lắm chưa bảo ông bà nhớ không. Dạ. Nó đi chỗ phải chỗ kia là ông bà chỗ đó. À. Nhà má đó. Dạ. Là chưa con bò kém phạm cái đó mà chẳng biết thằng Dung là nó mua được 20 triệu bạc đó. Dạ. Còn kèm của ông á lên nghe ông kế mà. Ông rặn rất nó. Tính ra là ông mua cháu cũng hai con. Sao? Đó. À. Thì bữa sau mua thêm con nữa đó. Bữa sau mua thêm con nữa. Còn sáu là dùng tụ mà dùng kim bén á. Tính ra chỗ theo dõi kênh cũng ghê chứ. Sáu luôn. Còn thế ngày nào mà thế. Hai con. Đẹp. Hai con lừa cho chú ăn uống sướng lắm. Đúng rồi. Con đèn nó ăn giá mang luôn. Anh ăn chơi đây. Bò thì tiền bò tiền nào là vậy. Chú ông ít tiền. Ông ơi có hàng tầm tiền đó này. Chứ ví dụ như bò ba bê bên đây 40 triệu là nuôi dưỡng dàng luôn. 1 triệu là to nuôi dưỡng dàng. Mới vừa rồi giao dưới chỗ đây 41 triệu ông kẹp. Ông anh nói là nói chung là cứ chớ lên thôi chứ không cần coi. Bữa trước chớ hai con cũng không cần coi luôn. Có Zalo là được rồi. Khỏi cần coi Zalo, ông nói cứ lựa chớ lên thì không cần coi. Em cứ lựa chớ lên nhà anh khỏi Zalo và liếc khỏi cần quay rồi hết á. Thì là chúng mua nhiều trường anh. Mua bằng nói chung là quen biết rồi nuôi nhiều năm rồi ấy. Cũng như chú đó nè. Nên là thôi chứ giờ cứ công chuyện chớ lên chứ cũng đâu quay với ông đâu. Đúng rồi. Nhưng mà lên là nhìn bò phải ưng chứ không phải là nó phải hợp lý với thị trường. Thứ hai nữa là ông bò phải đẹp. Nhưng người ta mua bò tiên tướng mà ông bò nó không đẹp là thâu xem á. Ui dồi coi sạc pháo dôi bồng rực rỡ luôn ạ. Không thấy lá, thấy bông không à.